Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được cập nhật lịch giải quyết hồ sơ tại NVC đến ngày 6 tháng 6 năm 2022. Thông qua video này, chúng ta có thể biết được thời gian giải quyết hồ sơ định cư Mỹ, cấp case number và invoice ID number, xét hồ sơ 6 bước với NVC, trả lời thư ask NVC. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đến ngày 6 tháng 6 năm 2022 thì NVC đang cấp case number và invoice ID number cho những hồ sơ mà NVC nhận được từ Sở Di trú Mỹ USCIS và những hồ sơ này đã được chấp thuận upload đến ngày 17 tháng 5 năm 2022. Tuần này chỉ tăng được 1 ngày so với tuần trước. Thời gian trung bình để NVC nhận được thư từ Sở Di trú chuyển qua khoảng 30 đến 45 ngày. Đến ngày 6 tháng 6 năm 2022, NVC đang xét hồ sơ nộp đủ giấy tờ 6 bước với NVC đến ngày 23 tháng 3 năm 2022. Tuần này tăng được 6 ngày so với tuần trước. Đến ngày 6 tháng 6 năm 2022, NVC đang trả lời đơn ask NVC hỏi thăm về tình trạng hồ sơ mà cô chú anh chị và các bạn đã gửi. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2022, tuần này tăng được 8 ngày so với tuần trước. Mọi người có thể truy cập vào đường dẫn hiển thị như trên màn hình để xem thông tin cụ thể hơn. Và 6 bước hoàn tất hồ sơ với NVC cũng như các giấy tờ cần chuẩn bị khi hồ sơ được mở. Hắn cũng đã có video hướng dẫn chi tiết nhất, mọi người có thể truy cập vào đường dẫn được hiển thị bên dưới phần mô tả của video này để tham khảo thêm. Mẫu form ask NVC, đường dẫn truy cập vào mẫu form được hắn hiển thị như trên màn hình. Thì thông qua mẫu form này, chúng ta có thể xin case number và invoice ID number nếu hồ sơ chúng ta chưa nhận được. Trong trường hợp người bảo lãnh tại Mỹ đổi địa chỉ nhà sang địa chỉ mới thì chúng ta có thể cập nhật địa chỉ nhà mới, hỏi thăm về tình trạng mở hồ sơ sau khi ngày ưu tiên đã đáo hạn so với lịch mở hồ sơ mỗi tháng. Cách điền form để ghi câu hỏi cho NVC cũng như các mẫu thư để hỏi NVC, Thắng cũng đã có video hướng dẫn chi tiết nhất, đường dẫn của video đó đặt bên dưới phần mô tả của video này, mọi người có thể tham khảo thêm.